Từ miền trùng xa, ai vẫn hát vang lời Việt Nam. Nhìn về đại dương, ta nhớ hương quê nhà ở đó. Còn nhiều lầm than, sau phút súng gươm buồn lặng im là tiếng khóc thương đời biệt ly bên tiếng hát ru gọi. Tân Nguyên biết đó là một sự mất mát lớn lao cho giới truyền thông và cho giới nghệ sĩ nói riêng, nhưng mà cho cộng đồng người Việt tị nạn nói chung. Mặc dù biết rằng sinh tử là một đạo luật của tạo hóa, nhưng anh ra đi khi mà tuổi đời còn quá sung mãn, sự tranh đấu của anh đang tới hồi tột đỉnh, thì anh đã rời bỏ chúng ta không một lời từ biệt. Với cái tấm gương vì sự đấu tranh không mệt mỏi của anh, mà Đoan Nguyên cùng với một số anh chị em nghệ sĩ của thành phố Toronto, những hậu duệ, những đàn em cùng đứng ra để tổ chức mời đọc vào đến đây, để chúng ta cùng đốt nén hương lòng cho một người ca nhạc sĩ tài hoa, một người con của đất nước Việt Nam đã đột ngột ra đi, chưa kịp về hôn đất mẹ. Thưa quý vị, mặc dù đã khắc khoải và ấp ủ để tổ chức cái chương trình này, nhưng tới 4 tháng sau ngày anh ra đi, Đăng Nguyên và các anh chị em mới tổ chức được. Vì là hậu duệ, vì là nghệ sĩ, thành ra tụi em tổ chức có phần nào không được mong đúng với sự mong muốn của quý vị, thì cũng xin quý vị mở lòng rộng lượng để tha thứ cho các em hậu duệ của quý vị. Thank you.
Thank you.
Thank you.